yêu cầu tôi sẽ phải dành full time toàn bộ thời gian tại dự án để thực hiện công tác thay mặt lãnh đạo tập đoàn điều hành dự án để đảm bảo đưa dự án về đúng tiến độ. Để thực hiện được cái nhiệm vụ đấy thì bên cạnh đó chủ tịch và tập đoàn cũng đã cho cơ chế đặc biệt đối với dự án này. Tất cả những cái nguồn lực về tài chính và con người từ các những cái dự án khác cũng được huy động để bổ sung để đảm bảo cái dự án thành công.